Năm kiểu bạn không kết giao khi có tiền và năm kiểu người không cầu cạnh lúc hết tiền, ai cũng nên nhớ. Và lời khuyên về việc nhìn người kết giao bằng hữu sau đây, hãy lưu lại, hẳn sẽ có lúc chúng ta dùng đến. Con người khi có tiền trở nên giàu có, tự nhiên có nhiều người tiếp cận, nhờ cậy, tiêu tiền của bạn, ăn cơm của bạn. Con người khi hết tiền, người người tìm cách lánh mặt, nỗi khổ của bản thân một mình tự gặm nhấm. Có tiền, người khác đợi bạn nói. Không tiền, người khác nói như té nước vào mặt, chẳng chút khách khí, nể mặt bạn, chứ chưa nói đến là việc cho bạn được lên tiếng. Có tiền, việc gì bạn làm đều có lý. Không tiền, việc gì bạn làm cũng tốn công vô ích. Có tiền, có thể cất cao tiếng nói, lớn tiếng bình luận, bàn về lý tưởng. Không tiền, nói về lý tưởng chỉ khiến người khác cười nhạo vào mặt mình. Con người sống trên đời, bất luận là có tiền hay không có tiền, đều cần phải biết nhìn người, học cách nhìn người. Đừng kết bạn một cách tùy tiện, cũng đừng cầu cứu người khác một cách tùy tiện. Năm kiểu bạn không kết giao khi có tiền. Thứ nhất, khi có tiền, không kết giao với người bất trung bất hiếu. Một người đến bố mẹ đẻ ra mình mà còn không hiếu thuận thì làm sao anh ta có thể tử tế và trung thành với bạn? Chẳng qua là vì thấy bạn có tiền, muốn mưu lợi mà thôi. Thứ hai, khi có tiền, không kết giao với người lười. Những người lười, dây ăn mỏng làm sẽ không có tiền đồ. Chứ chưa nói đến việc thật lòng một dạ với bạn. Họ kết giao với bạn chỉ vì muốn bạn bàn phát cho chút lợi lộc để anh ta có thêm lý do để lười biếng. Thứ ba, khi có tiền, không kết giao với những người không giữ chữ tín. Làm người, quan trọng nhất chính là thành tín. Kết giao với những người nói mà không giữ lời, chà đạp lên chữ tín, bạn sẽ rất mệt mỏi. Giả sử anh ta mượn tiền của bạn, đừng quá mong đợi vào việc anh ta sẽ trả đúng hạn. Thứ tư, khi có tiền, không kết giao với người tà đạo. Những người sống không đứng đắn, gian xảo, thực sự nên tránh càng xa càng tốt, ngay cả khi bạn không có tiền, chứ chưa nói đến lúc có tiền. Nếu bạn có tiền, những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng bạn để đạt được mục đích của họ. Thậm chí, họ còn hại bạn rơi vào trạng thái đồng mưu, đồng lõa với họ. Thứ năm, khi có tiền, không kết giao với người có tâm cơ quá nặng. Những người thuộc nhóm này, miệng họ lúc nào cũng thao thao bất tuyệt, nói rằng họ thật lòng với bạn, nhưng trên thực tế, bạn sẽ chẳng thể biết họ đang toan tính điều gì. Những người như thế sẽ chỉ lợi dụng bạn để đẩy bản thân của mình lên. Năm kiểu người không cầu cạnh khi hết tiền. Một, khi không có tiền, không nhờ cậy người chế giễu bản thân. Con người sống trên đời, mỗi người đều có lòng tự tôn. Khi người khác giễu cợt bản thân mình, điều đó có nghĩa là họ coi thường mình. Hà cớ gì phải khổ sở cầu cạnh những người như thế để làm khó bản thân. 2. Khi hết tiền, không nhờ cậy người không hiểu mình. Trên thế giới này, người thực sự có thể hiểu bạn không nhiều. Và khi người khác đã không hiểu, vậy thì không nên cầu cạnh. Nếu không, sẽ khiến họ càng hiểu lầm bạn. 3. Khi hết tiền, không cầu người giàu. Con người, một khi có tiền, giàu có, sẽ có thân phận và địa vị. Khi bạn tìm đến anh ta, chưa chắc bạn đã được cảm thông và đồng tình. Khi bản thân rơi vào cảnh ngộ khó khăn, trước tiên hãy tự nghĩ cách cứu lấy mình, rồi hãy nghĩ đến việc nhờ người khác. 4. Khi hết tiền, không cầu cạnh người có hoàn cảnh tương tự mình. Vì một khi ở cảnh ngộ tương tự như mình, bạn cầu cứu họ, nhờ vào họ, họ cũng chỉ có thể biết từ chối mà thôi. Hà tất phải khiến cho bản thân đau lòng thêm một lần nữa, thà không nhờ cậy còn hơn. 5. Khi hết tiền, không cầu cứu người ở cao hơn mình. Khi người khác đứng ở một vị trí cao hơn, bạn đi nhờ cậy họ, bạn sẽ chẳng còn bất cứ chút tôn nghiêm nào. Một người có thể không có tiền, chứ không thể không cần thể diện. Tiếp theo là 4 kiểu người đáng kết giao cả đời, có được một cũng cần nâng niu trân trọng. Cát là phế phẩm, xi măng cũng là phế phẩm, nhưng khi chúng trộn lẫn với nhau sẽ cho ra một sản phẩm hữu dụng là hỗn hợp xi măng dùng trong xây dựng. Gạo là tinh phẩm, là sản phẩm hữu dụng. Xăng cũng là tinh phẩm, nhưng khi trộn lẫn với nhau, chúng sẽ thành thứ phế phẩm. Thế nên, là phế phẩm hay tinh phẩm không quan trọng. Quan trọng hơn cả là những thứ đó sẽ phối kết hợp với những thứ gì. Tương tự như con người cũng vậy, chúng ta không nên kết bạn một cách tùy tiện để rồi cho ra đời những mối quan hệ phế phẩm như sự kết hợp giữa gạo và xăng. Ở đời, có 4 kiểu người nên cố gắng kết giao và gìn giữ. 1. Làm bạn với những người đánh giá cao bạn. Cho dù khi bạn đang ở trong cảnh ngộ điều đứng, người đó vẫn an ủi và hỗ trợ bạn,
2. Làm bạn với người có sức mạnh chân chính. Khi bạn rơi vào trạng thái chán chường nhất, họ vẫn ở bên và cổ vũ cho bạn. 3. Làm bạn với những người sẵn sàng dẫn dắt bạn, tự nguyện làm bước đệm, đưa bạn đi qua những bùn lầy, vén màn sương mù, cùng nhau tiến về phía trước. Người vì bạn mà lo lắng, chạy đông chạy tây để giúp sức. Vì lợi ích của bạn mà thậm chí có thể hy sinh lợi ích của mình, người đó bạn không bao giờ được phép đánh mất. 4. Làm bạn với người không ngại ngùng chỉ bảo, nhắc nhở, giám sát bạn, giúp bạn luôn phát hiện được điểm chưa được của bản thân để kịp thời sửa chữa. Con người không phải thánh nhân, nên mắc sai phạm là điều không thể tránh khỏi. Và khi mắc sai lầm, bạn có thể sẽ may mắn gặp được người cho ta những lời khuyên, những lời nhắc nhở chân thành. Đó có thể là những người lớn tuổi hơn bạn, hiểu biết rộng hơn bạn. Đó cũng có thể là những người nhỏ hơn ta, nhưng có tấm lòng rộng mở, sống biết mình biết người, sự chân thành của họ đủ để giúp bạn cảm thấy hổ thẹn và tỉnh ngộ. Người như thế, bạn, tôi và chúng ta đều cần trân trọng và tìm kiếm. Sự tồn tại của họ đã mang đến cho ta những lời khuyên kịp thời để chúng ta học cách tỉnh ngộ, học cách khiêm tốn, học cách làm người. Ngoài ra, sống một đời người, chúng ta cần làm đủ 3 việc sau để cuộc sống trở nên ý nghĩa. 1. Tìm đúng sân chơi cho bản thân. Bất luận là ai, xuất thân giàu có hay nghèo túng, thì trong suốt cuộc đời, chỉ có đặt bản thân vào đúng chỗ, bạn mới có thể có những quan niệm đúng đắn, những cái nhìn đúng đắn, những ngôn ngữ đúng đắn và cuối cùng là những hành động đúng đắn. Bởi lẽ, con người là sản vật của môi trường, do môi trường nhào nặn mà thành. 2. Làm bạn với đúng người. Cổ ngữ Trung Quốc có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Ý chỉ, dù là người hay vật, đều sẽ vì những tập tính chung nào đó mà quần tụ bên nhau. Trong suốt cuộc đời, bạn hoặc sẽ ảnh hưởng đến người khác, hoặc sẽ bị người khác ảnh hưởng. Khi bạn vẫn còn đang ở đáy cùng của xã hội, bạn sẽ bị người khác ảnh hưởng tới mức vô cùng nghiêm trọng. Và điều này cũng là cần thiết, chỉ có điều, bạn bị ai ảnh hưởng tác động mà thôi. Bạn có thể thường xuyên bị những người cùng tầng lớp với mình tùy thanh phụ họa. Chẳng có lấy một chủ kiến tốt đẹp hay thường xuyên bị thôi miên một cách tiêu cực. Xin hãy nhớ kỹ, khi làm bạn với ai, cả đời bạn có thể sẽ được quyết định theo cách giống với người đó. 3. Theo đúng quý nhân. Quý nhân sẽ là người dạy cho bạn xây dựng những tư duy, lý tưởng, những giá trị quan chuẩn mực, là người sẽ chọn cho bạn biết đi phương hướng đúng đắn, sửa sai cho bạn, luôn luôn thôi thúc bạn phải hoàn thiện mình, nói về những điểm tốt của bạn và luôn cổ vũ, giúp đỡ bạn. Quý nhân cũng là người giận bạn đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không nhẫn tâm bỏ rơi bạn, là người đỡ bạn lên ngựa, tiễn bạn lên đường, dìu dắt bạn đến với thành công và hân hoan trong lòng trước những thành tựu mà bạn đạt được. Có được một quý nhân như thế bên mình, chẳng phải bạn có phúc lắm sao?